Trân trọng kính chào khán giả của VTV Sunday. Xin mời quý vị theo dõi chương trình từ thủ đô với Quan Khanh. Hôm nay là ngày thứ tư 23 tháng 10. Xin chào anh Khanh. Dạ vâng, và một lần nữa từ thủ đô Hy Lạp, tôi là Nguyễn Văn Khanh. Cũng xin gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của VTV và gửi lời chào đến bạn Vũ Dũng. Câu hỏi mà mọi người đang đặt ra là bây giờ ta chỉ có ngày nữa là sự cuộc bầu cử sẽ diễn ra và tình hình nó sẽ như thế nào. Tôi thấy rõ ràng tức là bây giờ mọi người đang tính đến cái chuyện là sẽ lập chính phủ. Tôi thấy là bên Đảng Cộng Hòa cũng đang nghĩ đến cái chuyện đó, và bên Đảng Dân Chủ bà Kamala Harris cũng đang nói đến cái điều đó. Thành ra là bởi như vậy, thưa với anh và thưa cùng với lại quý vị khán giả, cái chuyện còn lại tức là không biết ai sẽ nắm chính phủ nào. Chứ còn dường như là cả ông Donald Trump của Đảng Cộng Hòa và bà Kamala Harris của Đảng Dân Chủ cũng đều đã có nghĩ ở trong đầu là cái thành phần những người tham gia trong chính quyền sẽ gồm những ai. Tôi thấy là trong đó thì ít nhất là sẽ phải có những cái vai trò rất là quan trọng. Cái vai trò đầu tiên người ta nói tức là cái vai trò của người cố vấn đặc trách về an ninh quốc gia. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ nhì đương nhiên là phải vai trò của Ngoại trưởng, vai trò của Bộ trưởng của Tư pháp và vai trò của Bộ trưởng của Tài chính. Tôi thấy là đó là những cái vai trò quan trọng cũng phải thừa thêm. Quên một chuyện nữa là vai trò của người nắm đầu ngành quốc phòng. Thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, tôi một lần nữa tôi sẽ xét lại là tôi nghĩ là cả phía bên ông Donald Trump cũng như là bà Kamala, họ đã nghĩ rằng là những người nào sẽ được mời tham gia trong chính quyền. Vấn đề chỉ là còn lại, tức là ngày 5 tháng 11 tới đây, khi mà cuộc bầu cử kết thúc và khi mà cuộc đếm phiếu hoàn tất, thì ai là người sẽ nắm cái chìa khóa để mà mở cửa tòa Bạch Ốc, và ai là người sẽ gọi điện thoại để mời những người khác tham gia trong chính quyền phụ giúp mình trong cái vai trò lãnh đạo quốc gia. Vấn đề đó là chúng ta còn chờ đợi 13 ngày nữa thôi, thưa với anh Đỗ Dũng và cũng thưa cùng với lại quý vị khán thính giả của Người Việt TV. Bây giờ xin phép được trở lại California với anh bạn Đỗ Dũng của chúng tôi. Cái chuyện thành lập chính phủ mà trước khi bầu cử tôi thấy nó cũng thường thôi mà anh, đâu có gì đặc biệt đâu anh. Ứng cử viên nào đã được tổng thống cũng làm tính chuyện đó, người ta không đợi cái là nước tới chân mới nhảy, đúng không? Tôi biết anh sao, tôi cũng lập chính phủ mấy chục năm nay rồi đó thưa anh ạ. Tôi cũng lập chính phủ, tôi mơ ước một ngày tôi làm tổng thống, tôi có sẵn, anh hiểu không? Nên tôi nghĩ chuyện đó. Bây giờ nhưng mà cái chuyện đúng như anh nói đó, ai sẽ được quyền lập chính phủ, ai sẽ cầm chìa khóa vào tòa Bạch Ốc, ai sẽ lấy này sẽ kia vân vân, nó đều quyết định vào ngày 5 tháng 11. Nói chung là 5 tháng 11 là nó là một cái ngày cho tất cả mọi thứ trên vũ trụ này, đúng không? Lúc đó không những anh chọn đội khác nữa, mà có thể anh chọn là thằng nào anh sẽ xử, con nào anh sẽ xử, đứa nào anh sẽ bỏ tù, đứa nào anh sẽ lock up, đúng chưa? Thành ra chuyện đó là chuyện khó hết. Chúng tôi có hứa đàng hoàng, chúng tôi có hứa đó. Nhưng mà để làm được cái điều đó thì anh phải chú trọng cái gì? Thì tôi thấy đấy, trong thời gian qua đó, cả ông Trump lẫn bà Harris nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nào là kinh tế, nào là biên giới, nào là tiền tệ, nào là quốc phòng, nào là Israel, nào là Ukraine, nói đủ. Nhưng không có điều hai người không ai dám nói công khai. Đó là vấn đề giới tính. Nó khác với cuộc bầu cử năm 2016. Khi đó một ông và một bà đấu với nhau, vấn đề đó lại không được nêu ra nhiều, là bởi cả hai đều là mắt xanh mũi ló tóc vàng sợi nhỏ. Kỳ này là có một người không phải mắt xanh mũi ló tóc vàng sợi nhỏ, nhưng lại cũng trở lại với 2016 là cái gì, người ta gọi là cái gì, cây đũa đánh nhau với cái sợi thun, đúng không, vòng tròn. Mà không ai dám nói chuyện đó. Thì bây giờ có người ta bảo hê, coi chừng vấn đề giới tính lại là vấn đề quan trọng quyết định cuộc bầu cử này. Ai thắng ai thua? Câu hỏi đầu tiên với anh Khanh là anh nghĩ sao về cái đề tài này? Liệu những nhận xét nó có đúng hay không? Ngoài những chuyện khác chúng ta bỏ qua bên. Đấy không? Kinh tế thì ông nào bà nào cũng nói là tôi làm giỏi. Quốc phòng ai cũng nói tôi làm giỏi. Ngoại giao nó làm giỏi. Chuyện đó bỏ qua bên. Bây giờ giới tính. Một anh và một chị đấu với nhau, liệu điều đó có trở thành là vấn đề quan trọng trong cuộc bầu cử được không? Xin mời anh. Cảm ơn anh Đỗ Dũng đặt ra câu hỏi này ngay buổi sáng ngày hôm nay ở ngay tại Hy Lạp. Cũng có nhiều người hỏi tôi là liệu là nước Mỹ đã sẵn sàng cho một người phụ nữ lãnh đạo quốc gia hay chưa. Đúng là cái vấn đề đó là vấn đề rất là quan trọng, và vấn đề đó là vấn đề mọi người đang chú ý đến. Tôi phải xin thưa với anh Đỗ Dũng và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả
là ngay chính ở tại Washington cũng như là tại California, Florida, ở bất cứ một nơi nào người ta cũng nêu một cái thắc mắc như vậy. Nước sẵn sàng cho một người phụ nữ lãnh đạo quốc gia hay chưa? Đặc biệt nhất là các trường hợp năm nay anh phải để ý thấy như thế này, là bà Kamala Harris thì là đưa là một người phụ nữ, nhưng mà nó là còn đặc biệt hơn nữa, bà là một người phụ nữ da màu và là bà và là người phụ nữ lại gốc Á Châu. Thật ra cái câu chuyện nó lại hoàn toàn nó đã khó ở ngay cái bước đầu tiên, thì bây giờ nó trở thành khó hơn gấp cả ngàn lần nữa. Cứ mỗi một lần nghĩ đến là người ta lại nghĩ đến như vậy, người ta nghĩ rằng là liệu là chúng ta có nên trao trách nhiệm lãnh đạo quốc gia cho một người phụ nữ da màu hay không, và liệu là chúng ta có bỏ qua được cái yếu tố là bà ấy là một người phụ nữ da màu mà lại gốc châu Á hay không. Nói tóm lại thì có rất nhiều chuyện mà chúng ta cần phải, cử tri Hoa Kỳ cũng sẽ cân nhắc. Tôi phải thưa với anh là anh hỏi là liệu cái chuyện đó có là một cái vấn đề quan trọng hay không. Câu trả lời của tôi là chắc chắn là quan trọng. Tôi còn nhớ là hồi tháng 7 vừa rồi, lúc mà tôi có mặt ở tại Paris để xem Olympic, thì là ngay chính những người bạn nhà báo của chúng tôi bảo là phụ nữ và phụ nữ ở Hoa Kỳ chưa, nước Mỹ chưa bao giờ cho để cho một người phụ nữ nắm cái vai trò tổng thống cả. Và những người bạn của tôi bảo rằng là khi mà ông Donald Trump ông thi để mà chiếm huy chương vàng, ông chỉ chạy ba bước nhảy một hàng rào, chạy ba bước nhảy một hàng rào. Còn bà Kamala Harris là ngay từ bước đầu tiên là bà biết là bà phải chạy cả chục bước và bà phải nhảy qua, không phải là chỉ có một cái hàng rào thấp 1-2 mét và phải nhảy qua cả một cái ngọn núi. Thành ra thưa với anh và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, vấn đề giới tính tôi tin sẽ là một cái yếu tố rất là quan trọng cho bầu cử năm nay, thưa với anh đối chúng. Hồi nãy anh có nói là có một số người nói với anh và sáng nay đề cập với anh chuyện đó, nhưng mà đó là trong chốn riêng tư. Vâng. Nói. Nhưng mà thưa anh, nếu mà anh nói là vấn đề quan trọng thì tại sao cả bà Kamala Harris và cả ông Donald Trump đều không dám đề cập vấn đề này công văn khai? Xin mời anh. Thứ nhất, vì sao bà Kamala Harris không đề cập? Vì sao ông Donald Trump không đề cập? Hai người xin mời anh. Tôi thấy rằng là họ khó để mà có thể đề cập. Cái lý do là vì nước Mỹ là một quốc gia mà người ta trước hết là cái vai trò của người phụ nữ được đánh giá rất là cao. Đó là điểm đầu tiên. Ai có công nhận là người phụ nữ là chiếm một cái vị trí rất quan trọng trong mọi gia đình. Đó là cái điểm thứ gì. Cái chuyện còn lại tức là người ta không đề cập đến, là bởi ta không thể nào bảo rằng là bởi vì tôi là phụ nữ, quý vị không ủng hộ tôi là bởi vì tôi là phụ nữ. Hoặc là ông Donald Trump không thể nói rằng là đừng có bao giờ mà giao trách nhiệm cho một người phụ nữ để lãnh đạo quốc gia trong cái tình huống hiện tại. Thật ra họ không đề cập đến. Họ không đề cập đến không có nghĩa là họ không biết. Đó là cái điểm mà tôi cần phải thưa cùng với anh Đô Súng và thưa cùng với lại quý vị khán giả. Hầu như là chắc chắn mọi người, ngay chính là những người bạn của tôi ở tại Washington DC, những người bạn tôi có cơ hội gặp ở tại Florida, tôi có cơ hội gặp ở California, họ cũng nghĩ ở trong đầu y chang như vậy. Tức là họ bảo rằng là mình đã sẵn sàng để mà chấp nhận một người phụ nữ lãnh đạo quốc gia hay chưa. Họ có thể là họ không nói ra, nhưng mà họ cũng đều nghĩ ở trong đầu. Và nên nhớ, anh tôi giúp phải nhớ như thế này. Hiện tại bây giờ là cái tình hình thế giới nó có vẻ nó bất ổn. Cuộc chiến giữa Israel và Iran có thể sẽ bùng nổ bất cứ một lúc nào. Và như vậy là cái cuộc chiến Trung Đông nó sẽ lan rộng và nó sẽ liên quan đến nhiều chuyện khác nhau. Người ta nghĩ ngay ở trong đầu là Kamala Harris có đủ cứng rắn để mà đảm nhận cái vai trò lãnh đạo quốc gia trong cái tình huống như hiện nay hay không. Ai cũng nghĩ như vậy, chỉ mỗi tổ họ không nói ra thôi. Bởi vì họ nói ra thì như vậy sẽ mang tiếng kỳ thị. Bây giờ tôi bảo chứ tôi ủng hộ ông Trump là bởi vì lý do là tôi không đồng ý là để cho phụ nữ làm tổng thống. Thì chắc chắn là nhiều người so chạy lên bảo ông khanh kỳ thị thì như vậy sẽ thế này thế kia vân vân và vân vân. Những người bên đảng Cộng Hòa họ cũng biết như vậy, những người bên đảng Dân Chủ họ cũng biết như vậy. Thật ra cách hay nhất cứ âm thầm làm việc và coi như là nếu mà tôi là một người phụ nữ thì coi như là tôi là một cái điểm đáng chú ý. Những người như là ông Donald Trump, bởi vì là xưa nay đến giờ toàn là nam tổng thống, tôi là nữ tổng thống và tôi nếu mà tôi có cơ hội quý vị sao phó trách nhiệm cho tôi sẽ là nữ tổng thống đầu tiên của quốc gia. Thành ra thưa với anh Đô Dũng và thưa cùng với lại quý vị khán giả, họ không nói nhưng mà họ không nghĩ trong lòng.
Tôi tin là như vậy. Thưa với anh Đức Dũng. Tức là ý anh nói rằng là nếu bà Kamala Harris nói ra thì lợi cũng có lợi mà hại cũng có hại. Ông Trump có nói ra dạ thì vâng. Hại cũng có hại mà lợi cũng có lợi. Và không biết cái lợi cái hại cái nào dạ lớn vâng. hơn. Cho nên thôi chúng tôi không đề cập. Vâng. Đúng không? Đúng không? Đúng vậy. Dạ. Họ không dạ đề cập vâng. công khai thôi. Trong thâm tâm là họ có để ý chuyện đó. Đúng không? Họ có, dạ vâng, có. Và tôi họ thấy là cái quyền đó cho cử tri. Họ để cho cử tri nói ra thì hay hơn mình nói. Bởi vì cử tri không nói luôn. Cử tri chỉ nói ông Khanh, đâu nói ông Dũng. Ông Dũng mới hỏi ông Khanh. Đúng không? Đúng vậy. Thế bây giờ họ anh có nghĩ là họ đã tìm cách họ ngụ ý đó ra. Tôi nói ví dụ bà Harris thường nói câu ô chúng tôi là một thế hệ mới. Thế hệ mới đây không phải là thế hệ 1, thế hệ 2, thế hệ 3. Thế hệ mới đây có thể hiểu ngầm là thế hệ của phụ nữ. Đúng không? Còn ông Trump thì hay có những cái lời nói miệt thị phụ nữ, không phải là miệt thị bà Kamala Harris, mà giống như là ngầm gửi thông điệp ra trời ơi cái bọn mà lái không qua bọn cỏ đừng đưa nó lên. Anh có nghĩ là họ gián tiếp họ đưa cái thông điệp ra không? Xin mời anh. Đúng, câu trả lời là như vậy. Đương nhiên họ nói như thế. Bà Kamala Harris thì đương nhiên là bà cái tiếng nói của bà nó quan trọng ở cái điểm là bà bảo là bà là người tiêu biểu cho một cái thế hệ mới. Cái thế hệ mới này nó là như thế nào? Đương nhiên là trong đó bà bảo là thế hệ mới là thế nghệ hệ của người phụ nữ, thế hệ của những người da màu và người phụ nữ gì là bà áp chỉ thế này. Xưa nay là chúng tôi chỉ ở trong nhà hoặc là chúng tôi có làm việc chung với quý vị, nhưng mà bây giờ là chúng tôi ở cái thế hệ mới là chúng tôi sẽ nắm những vị trí quan trọng hơn. Cái vị trí đó không phải là chỉ cho quốc gia mà là cho cả một thế giới. Ý của bạn là như vậy. Ông đang nói cho anh Đô Dũng nói là đúng. Ông chê bai phụ nữ, ông chê bai phụ nữ là ông ngấm ngầm cho mọi người hiểu là ô cái bà kia không ăn thua gì hết, bà kia không có thể làm được việc. Và bởi vì bà không làm được việc thì quý vị nên chọn tôi chứ đừng chọn bà ta là để là như vậy. Đúng như anh Đỗ Dũng nói. Và tôi nghĩ rằng là cái hay nhất của họ tức là họ mớm ra để cho cử tri quyết định và để cho cử tri nghĩ, và cử tri nếu mà có nói thì cũng vẫn là cử tri nói chứ không phải là bà Kamala Harris hoặc là tổng cựu tổng thống Hoa Kỳ ông Donald Trump nói ra thì không hay, tôi để cho người khác nói thì hay hết. Không, tôi không cần người khác nói. Tôi nói ra để người khác hiểu, để người khác bầu cho tôi và đừng cho bầu đối thủ của tôi. Đúng không? Đúng không? Thì tôi không cần quý vị nói. Tôi nói ra không ai hiểu, nhưng mọi người đều biết. Mà quý vị biết đó, tức là ông Trump ngầm gửi thông điệp ra là phụ nữ không làm được chuyện này đâu. Còn bà Kamala Harris thì cũng ngầm gửi thông điệp ra đây là thời điểm phụ nữ chúng ta vùng lên. Đúng không? Thế mà thưa anh, tôi nghĩ cái yếu tố mà da màu nó không có ở đây nữa. Bởi vì nước Mỹ đã từng bầu một tổng thống da màu rồi. Ở đây nó chỉ là giới tính, chứ nhắc lại bao nhiêu về giới tính và giới tính. Thì nãy giờ anh đã trình bày cho thấy là tức là đây là chuyện khó nói, không thể nói công khai, nhưng mà lại chuyện quan trọng nên chúng tôi nói ngấm ngầm ra để chúng tôi kiếm phiếu về phía cho tôi, đúng không? Nhưng mà thưa anh, nếu vậy nó có bỏ yếu tố da màu sang bên nhá, thế thì cái chuyện mà cái cuộc bầu cử 8 năm về trước, năm 2016 của bà Clinton và ông Trump với cuộc bầu cử kỳ này, rõ ràng là hai cuộc bầu cử là nó có vấn đề giới tính trong đó, đúng không? Vậy thì nó có liên hệ trong này không? Mà tại sao ông Donald Trump không dám nói ra, hoặc bà Kamala không dám nói ra? Bởi vì ông Trump nó thắng một phụ nữ năm 2016, tại sao ông không ca khúc cải bản bảo hệ? Quý vị thấy không? Tôi đã từng hạ phụ nữ, tôi hạ nữa. Xin mời anh, tại sao ông Trump không nói cái này hay là không tận dụng cái này để mà đánh tiếp? Xin mời anh, ông Trump thôi nhá. Cái câu trả lời là anh Đỗ Dũng bảo là cái yếu tố da màu đừng có nói đến. Nhưng mà nó có cái yếu tố da màu từ bên không, bây giờ chúng ta không nói da màu đây, da màu đã có rồi, ta chỉ nói giới tính mà thôi. Dạ vâng. Đương nhiên là ông Trump ông hãnh diện, tức là tôi đã từng thắng bà Kamala Harris, tôi đã từng thắng bà Clinton, tôi đã từng thắng một bà đi, nói về dễ hiểu, tôi đã từng thắng một bà đi. Vâng, thắng một bà hồi năm 2016, và tôi nếu mà tôi thắng được một bà năm 2016 thì cái chuyện mà tôi có thắng một bà ở năm 2024 là cái chuyện bình thường thôi. Nhưng mà tôi thật với anh là nó không phải là bình thường. Cái lý do là có hai cái lý do. Cái lý do thứ nhất là anh phải để ý thấy là người ta đón nhận bà Kamala Harris của năm 2024 với một cái niềm hân hoan hơn, cái sự đón nhận nó nồng nhiệt hơn so với lại người ta đón nhận bà Clinton hồi năm 2016. Đó là cái điểm đầu tiên. Cái điểm thứ nhì là người ta hỗ trợ tài chính để cho bà Kamala Harris
có phương tiện vận động tranh cử năm 2024, rõ ràng là nó gấp bao nhiêu lần cái cuộc vận động, cái sự đóng góp người ta dành cho bà Clinton hồi năm 2016. Thành ra là nó có những cái điểm khác nhau, và giữa hai cái điểm đó bây giờ người ta chỉ còn cái điểm thứ ba là cái điểm chờ đợi, là liệu là cái sự nồng nhiệt đón nhận và cái sự hỗ trợ bằng tiền bạc, liệu là người ta có chuyển lại để trở thành lá phiếu vào ngày 5 tháng 11 tới đây hay không. Nếu mà họ đón phiếu của ngày 5 tháng 11 thì thưa với anh và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, có thể là ông Trump sẽ nghĩ trong đầu thôi thì mình cũng đã thắng một bà, nhưng mà rồi cuối cùng thì mình cũng sẽ thua một bà. Bà Clinton bảo là mình thua ông Trump, nhưng mà ít nhất là bây giờ mình nhìn thấy một người phụ nữ khác được chọn để làm lãnh đạo quốc gia. Và ngay chính bà Kamala Harris lúc đó thì bà cũng bảo là người ta đón tiếp tôi một cách đồng nghiệp, người ta tặng tiền cho tôi một cách hăng say. Thì bây giờ là với cái chuyện là chuyển cái cơ may đó, cơ hội đó trở thành lá phiếu, và tôi sẽ trở thành nữ tổng thống đầu tiên của nước Mỹ. Chuyện đó rất có thể xảy ra. Đó là những cái khác biệt, nhưng mà cái kết quả thì lại một lần nữa cũng là phải thưa với anh, có lẽ là chúng ta là phải chờ đợi cho đến ngày 5 tháng 11 chúng ta mới biết là nó như thế nào. Chứ ngay giờ phút này thì tôi thấy là nó có sự khác biệt so với năm 2016, và khác biệt rất nhiều. Thưa anh, tôi xin cảnh báo anh nha, tiền nhiều chưa chắc thắng cử. Thì tôi không tin yếu tố tiền ở chỗ này. Chuyện ta cho tiền nhiều, chuyện có đi bầu nhiều không là chuyện khác. Ở đây chúng ta không nói về tiền, không nói về màu da, ta chỉ nói giới tính only. Tôi cảnh báo như lần thứ tư, không nói qua chuyện khác. Rồi, bây giờ trường hợp bà Kamala Harris, tại sao bà không nói là quý vị thấy không? 2016, phụ nữ chúng ta đã mất một cơ hội, để bây giờ 8 năm sau, chúng ta mới lên được cái gọi là võ đài. Bởi vì 2020 chúng ta bị một ông già U80 chặn đường. Tại sao mà không dám nói chuyện đó ra? Xin mời anh. Bởi vì nói như vậy là rất có lợi, đúng không? Đấy là cơ hội của phụ nữ. Xin mời anh. Tôi thấy chưa chắc là có lý do là vì sao? Là bởi vì bà Hillary Clinton không phải là người mà cử tri Hoa Kỳ mặn mà lắm. Không, họ không mặn mà giống như là cái trường hợp họ đang mặn mà với lại bà Kamala Harris. Thành ra tôi nghĩ rằng là bà cũng phải cân nhắc là mình nên nói những gì, và liệu là những cái điều mà mình nói nó có hay hay không, liệu là cái điều mình nói là nó có giúp được cho mình hay không. Anh Đỗ Dũng phải để ý thấy là như thế này: nếu mà trong trường hợp mà bà Kamala bà cần một người phụ nữ khác để mà hội ra đi vận động tranh cử phụ với bà, thì có lẽ là người phụ nữ đó phải là Michelle Obama chứ không phải là Hillary Clinton. Bởi vì cái khuôn mặt của bà Clinton không phải là khuôn mặt ăn khách trong chính trường của Hoa Kỳ. Mà tôi đồng ý với anh Đỗ Dũng là bà đã từng được chọn để mà đại diện cho Đảng Dân Chủ để ra tranh cử tổng thống. Bà là người phụ nữ đầu tiên ra tranh cử tổng thống. Cái đó thì tôi phải công nhận là như vậy. Nhưng mà nếu bảo rằng là nếu mà cần cái người phụ nữ đó để mà rào giúp cho bà Kamala, thì có lẽ là bà Kamala sẽ yêu cầu cần một người, thì bà sẽ yêu cầu bà Michelle Obama hơn là bà yêu cầu bà Hillary. Đó là cái nhìn của tôi, thưa bạn. Câu hỏi chót cho anh trong chuyện này: có người ta nói rằng nếu bà Kamala Harris cách đây 3 tháng mà đại diện Đảng Dân Chủ ra ứng cử tổng thống thì có lẽ bà không vất vả như bây giờ, ngang ngửa với ông Trump. Thế là người ta bảo là coi như là dẫn chắc luôn. Nhưng vì bà phải được đưa vào giờ chót sau khi ông Biden rút lui, cho nên bà mới phải khổ sở như ngày hôm nay mà không biết có thắng hay không. Có nghĩa là ý là nói rằng là nước Mỹ đã sẵn sàng cho một nữ tổng thống rồi, ứng cử viên nữ tổng thống rồi, là nếu bà ra ngay từ đầu, tức là ông Biden rút lui ngay từ đầu, đúng không? Tức là không đợi đến sau khi mà tranh luận thua ông Trump thì là ngon cơm. Còn vì ra sau thế này thì ít nhiều ta cũng nghĩ là ô, bà là thứ nhất là lấp đầy chỗ trống này, thứ hai nữa là bà bị bên ông Trump đánh là bà sẽ là Joe Biden tập 2, đâm ra bà bị trở ngại như thế vì cái giới tính của bà dễ bị người ta đổ thừa đủ thứ, v.v. Thì câu hỏi chót tranh là đây là một câu hỏi gọi là chuyện đó không xảy ra, nhưng người ta giả sử nếu bà Harris được đưa ra từ đầu chứ không phải ông Biden rút lui rồi bà mới ra, thì ngày hôm nay bà có thể nói là không cần bầu cử luôn. Câu hỏi chót anh, liệu cái điều đó có đúng hay không? Xin mời anh.
Câu trả lời tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi nghĩ rằng là giả sử là 2 năm trước đây là ông Biden loan báo rằng là tôi chỉ làm sức khỏe vì lý do sức khỏe hay là vì bất kỳ lý do gì, là tôi quyết định là tôi không ra tái tranh cử và tôi xin được đề cử với lại quý vị bà phó tổng thống của tôi là bà Kamala Harris. Thì lúc này thì đương nhiên bà Kamala Harris sẽ dễ dàng hơn. Tôi cũng phải nói rõ ràng dễ dàng hơn, nhưng mà không có nghĩa là bà sẽ nắm chắc cái chìa khóa được mà của tòa Bạch Ốc, nhưng mà đương nhiên là dễ dàng hơn. Nên nhớ rằng là bà mới xuất hiện trong chính trường nước Mỹ là chỉ có trong vòng có 90 ngày thôi, và cái sự niềm nở đón nhận bà và cái sự họa và cái sự đóng góp mà cuộc cử tri nó là cái kỷ lục. Ông Trump bảo là thế nào là cái cuộc ông gọi là tuần trăng mật chính trị của bà Kamala Harris cũng sẽ chấm dứt, là ngay chính ông JD Vance cũng bảo thế nào là nó cũng phải chấm dứt. Nhưng mà thưa với anh và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, 13 ngày trước cuộc bầu cử cái chuyện đó nó vẫn chưa chấm dứt, và đương nhiên là tôi tin chắc chắn là cuối cùng này, bất kể vì lý do gì, sẽ có lúc bà Kamala Harris bà sẽ ngồi và bảo phải chi mình có được 1.5 năm 2 năm để sửa soạn cho cái cuộc đua này thì có lẽ là mình sẽ dễ dàng hơn là chỉ có rồi chừng 100 ngày. Tôi nhìn thấy là như vậy, thưa anh Đỗ Dũng. Cảm ơn anh Khanh rất nhiều, cảm ơn quý khán giả theo dõi chương trình hôm nay. Chúng tôi xin hẹn kỳ vào chương trình ngày mai. Dạ vâng, xin được cảm ơn Đỗ Dũng và cảm ơn quý vị khán thính giả. Một lần nữa từ Hy Lạp tới là Nguyễn Văn Khanh, tương trình đặc biệt cho Người Việt TV. Thank you.